Hoa đào thường chỉ nở đúng vào mùa xuân. Màu hoa khoe sắc hồng rực rỡ. Quy luật vạn vật tự nhiên là thế. Cứ sau những ngày đông giá lạnh, tiết trời bắt đầu chuyển sang ấm áp kèm theo những cơn mưa xuân. Đó cũng là lúc đào bắt đầu bung nụ, sáng bừng trên những thân gầy khẳng khiu. Theo những người trồng đào có kinh nghiệm của làng đào Nhật Tân, thì đào Nhật Tân ưa trồng ở nơi đất pha cát, không ngấm nước và bờ sẽ cho bông hoa dày, nở bung cánh lớn với sắc hồng tươi. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện thổ nhưỡng. Quan trọng nhất là bí quyết hãm đào cho nở hoa đúng vào những ngày Tết của người trồng đào. Nói chung là đào năm nay thì nếu như cái thời tiết như này vừa rồi nó nồm được một ít, nó rét đấy, xong nó nồm lên thì nó nở là nó đẹp đấy. Đẹp đến bây giờ nó rét được nở mấy hôm này này, xong rồi là nó lại ấm lên một tí ra là đào năm nay là được đấy. Đào Nhật Tân, chỉ cái tên thôi cũng đã trở nên rất đỗi quen thuộc của biết bao gia đình Hà Nội mỗi khi Tết đến xuân về. Sắc hoa đỏ thắm tượng trưng cho sự ấm cúng sum vầy. Những mầm xanh đang trồi lộc thể hiện cho sự sinh sôi nảy nở. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để làng đào Nhật Tân luôn có sức hút những du khách và người chơi đào mỗi khi Tết về. Mình hay đến cái làng đào Nhật Tân này để xem hoa. Thứ nhất là để thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng. Thứ hai là hy vọng sẽ chọn ra một cái cành đào ưng ý và có nhiều lộc dành cho gia đình trong nhân dịp năm mới. Gác lại những bộn bề của công việc, sự ồn ào của phố thị. Hôm nay, hai bạn trẻ Cao Tuấn Anh và Bảo Anh tại Hà Nội đã cùng nhau đến với làng đào Nhật Tân đang bắt đầu khoe sắc để cùng trải nghiệm những khoảng lặng tuyệt vời của cuộc sống và không quên lưu lại những khoảnh khắc đẹp của mùa xuân đang về qua những cánh đào mong manh. Thế như mọi người thấy thì là một năm có mỗi một lần thôi. Thì mà cái vườn đào này là vườn đào nổi tiếng của Hà Nội cũng như là của cả nước. Nên là ngay từ đầu năm những cái dịp như này là tận dụng để ra đây để ghi lại những cái khoảnh khắc của xuân, của những cái cánh đồng mà người ta trồng đào nở rộ trong cái không khí mùa xuân. Trong cái khoảnh khắc của những cái ngày giáp Tết như này thì đầu tiên là mình muốn đến thăm làng đào để cảm nhận được cái không khí Tết đang sắp về. Và cái thứ hai là mình cũng muốn lưu lại một số những cái khoảnh khắc đẹp của làng đào nói riêng và của Hà Nội những ngày giáp Tết nói chung. Không khí xuân đang lan tỏa trên khắp nẻo đường của đất nước. Trong những bộn bề hối hả của cuộc sống, nhiều người lại tìm đến làng đào Nhật Tân để thưởng lãm những nụ hoa đào đầu tiên bung cánh đón xuân, để tìm về với những nét đẹp văn hóa Tết truyền thống của người Việt. Còn với những người trồng đào Nhật Tân, niềm vui với họ thật giản dị. Đó là đem đến sắc xuân cho mọi người, mọi nhà.